những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga Ukraine trong 24 giờ qua. Ukraine vượt qua Nga về lực lượng bay bay không gây lái trên chiến trường. Động thái thuế của Putin báo hiệu những tai ương sắp ập đến với nền kinh tế của Nga. Nếu dù Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công của Nga gần tiền tuyến về mặt trận Borkov, tăng quân Nga tháo chạy trong tán loạn. Kế hoạch đã thất bại, chúng ta phải dừng lại. Tuy truyền Nga thời nhận chiến dịch ở Kharkov đã thất bại. Dùng quân về mặt trận miền Đông, dấu hiệu Nga đã chịu thua ở Kharkov. Tất cả sẽ được kể tới quý vị ngay sau đây thưa quý vị, các quân nhân Nga phàn nàn rằng trên chiến trường, cô đội Ukraine có năng lực vượt trội về lực lượng UAV và hệ thống tác chiến điện tử. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ISW, một trong số đó nêu bật 6 điểm liên quan đến sự chênh lệch giữa máy bay không người lái của Nga và Ukraine. Theo vị chỉ huy quân sự, trước hết, lực lượng vũ trang Ukraine có lợi thế về số lượng đáng kể về máy bay không người lái với khả năng quan sát vật thể từ góc nhìn toàn cảnh. Nhà phân tích lưu ý, người viết blog tuyên bố rằng các nhóm tấn công của Ukraine có lợi thế 4-1 trong việc sử dụng máy bay không người lái so với các đơn vị tấn công của Nga, trong khi các nhóm cơ giới hóa của Ukraine có lợi thế 10-1 trong việc sử dụng máy bay không người lái so với các đơn vị tương tự của Nga. Vị chỉ huy quân sự tương tự nhấn mạnh rằng Ukraine cũng có các đơn vị máy bay không người lái chuyên dụng và tập trung như một phần của các đơn vị mặt đất hiện có điều này cho phép lực lượng phòng vệ tích hợp tốt hơn các khả năng trinh sát và tấn công của máy bay không người lái vào các cuộc diễn tập chiến thuật cơ bản. Viện ISW cho biết thêm, quân đội nga ngược lại không có hệ thống các đơn vị máy bay không người lái tập trung và không có tổ chức cũng như các phương tiện tác chiến điện tử và tin báo vô tuyến điện tử đầy đủ để chống lại máy bay không người lái của Ukraine. Các nhà phân tích cho biết khi các lực lượng vũ trang thích nghi và tích hợp tốt hơn các công nghệ mới và lực lượng của mình các lực lượng chiếm đóng có thể sẽ cảm thấy áp lực phải làm điều tương tự và duy trì sự ngang bằng về công nghệ và chiến thuật trên chiến trường viện nghiên cứu isw tin rằng cuộc chạy đua giữa tấn công phòng thủ và xây dựng năng lực là trọng tâm của việc phát triển vũ khí trong chiến tranh hiện đại ukraine gần đây đang tích cực sử dụng máy bay không người lái ném bom babajaga để chống lại người nga điều này đã làm thay đổi nhận thức về chiến tranh hiện đại theo nhà phát triển babajaga với những công nghệ mà lực lượng vũ trang hiện có hai năm trước người nga lẽ ra đã bị trục xuất trong một tuần khi bắt đầu cuộc xâm lược ngoài ra ukraine ngày càng thay thế con người ở mặt trận bằng robot chiến đấu quân đội ukraine không tiếc máy bay không người lái cảm tử ngay cả khi tấn công từng lính bộ binh của nga và điều này mang lại một kết quả mạnh mẽ Động thái thuế của Putin báo hiệu những tai ương sắp ập đến với nền kinh tế của Nga. Nga đang lên kế hoạch cải tổ hệ thống thuế lớn nhất trong hai thập kỷ qua với các biện pháp cho phép Tổng thống Vladimir Putin tăng chi tiêu quân sự trong nền kinh tế hỗn loạn, bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt, lạm phát và chi phí cho cuộc chiến mà ông bắt đầu vào hơn hai năm trước. Bộ Tài chính Nga cho biết họ muốn đánh thuế người giàu và các công ty nhiều hơn bằng các kế hoạch triệt để nhằm thay thế mức thuế suất cố định 13% hiện tại bằng một hệ thống lũy tiến. Vào năm 2020, thuế 15% đối với thu nhập trên 5 triệu rút, khoảng 55.300 đô la Mỹ mỗi năm đã được áp dụng. Nhưng các biện pháp đề xuất sẽ khiến mức thuế này đối với thu nhập từ 2,4 triệu đến 5 triệu rút thang lũy tiến sẽ đạt 22% đối với thu nhập mỗi năm trên 50 triệu rúp, tương đương 558.000 đô la Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Shilyanov phát biểu trước Ủy ban Quốc hội rằng những thay đổi này không ảnh hưởng đến hầu hết người dân, chỉ ảnh hưởng đến những người có thu nhập cao, tức khoảng 3,2% người Nga. Tờ báo kinh doanh RBC đưa tin. Hãng tin độc lập của Nga Debel cho biết nếu không có kế hoạch lập chỉ một các ngưỡng này, những người phải đối mặt với hóa đơn thuế cao hơn sẽ tăng ngay cả khi thu nhập thực tế vẫn giữ nguyên. Chính trị gia đối lập Nga Alexei Medialov nói với Newsweek, việc tăng thuế hiện nay chủ yếu ảnh hưởng đến tầng lớp trung lưu, điều này tốt cho chế độ. Ông nói thêm rằng những thay đổi này sẽ thu hút nhiều tiền hơn từ người dân. Medialov, đồng sáng lập của Gronisko, tổ chức thực hiện bỏ phiếu độc lập ở Nga cho biết, việc tăng thuế này là hậu quả trực tiếp của việc chế độ cạn tiền và họ đang tìm cách mới để tài trợ cho chiến tranh. Họ cẩn thận để không tấn công vào các nhóm dân cư chính của họ. Đó là người nghèo, bộ máy quan liêu và người rất giàu. Việc tăng thuế này không phải là tên tốt chút nào vì nó sẽ cung cấp nhiều tiền hơn cho chiến tranh. Nguồn thu lớn nhất sẽ là việc tăng thuế thu nhập doanh nghiệp từ 20% lên 25% và sẽ có các loại thuế khai thác khoáng sản mới. Reuters báo cáo rằng, điều này sẽ mang lại thêm 2,6 nghìn tỷ rúp từ đương 29 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, tăng 3,6% doanh thu ngân sách và 17 nghìn tỷ rúp, 189 tỷ đô la vào năm 2030. Cơ quan này cho biết những thay đổi về thuế sẽ bao gồm các cam kết chi tiêu xã hội và cơ sở hạ tầng trị giá 11,5 nghìn tỷ rúp, khoảng 128 tỷ đô la cộng bột tiền trong nhiệm kỳ tổng thống 6 năm mới của ông mà không cần phải điều chỉnh lại quy định về ngân sách của Nga. Nhưng Debel báo cáo rằng, việc tăng thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ làm giảm lợi nhuận của công ty trung bình 6,3%, ngay cả khi có những khoản giảm thuế đối với các khoản đầu tư vào khoa học và công nghệ Nga, vốn chỉ áp dụng cho một số ít công ty. Lĩnh vực thương mại và dịch vụ, phần lớn các doanh nghiệp quy mô vừa ở Nga khó có thể được hưởng lợi, cơ quan này cho biết. Trong khi đó, thu nhập từ tiền gửi, cổ tức và bán chứng khoán sẽ bị đánh thuế chỉ ở mức 13% đến 15%, giúp ích cho những người đầu tư nhiều hơn những người nhận lương. Newsweek đã liên hệ với Bộ Tài chính Nga để bình luận. Lính dù Ukraine đẩy lùi cổ tấn công của Nga gần tiền tuyến về mặt trận Borgrov, tăng quân Nga tháo chạy trong tán loạn thưa quý vị, quân đội Ukraine đã chặn đứng nỗ lực tiến quân của Nga về phía làng Tanevka, quyền Bokhrost. Các binh sĩ của liên đoàn xung kích đường không số 79 cho biết quân xâm lược đã tiến hành một cuộc tấn công bằng xe bọc thép. Bộ chỉ huy Nga đã điều động xe tăng và xe bọc thép chở quân từ khu vực làng novo Novomikhailivka bị chiếm đóng để cố gắng tiến tới làng Korsy để bảo vệ khỏi máy bay không người lái của Ukraine quân xâm lược Nga đã lắp đặt lưới bảo vệ trên tất cả các thiết bị của họ. Pháo binh, hệ thống chống tăng và máy bay không người lái được sử dụng để chống lại lực lượng Nga. Mình chống tăng được trải dọc tuyến đường của các phương tiện. Lực lượng lính dụ Ukraine cho biết, mình, hệ thống pháo binh, hệ thống tên lửa chống tăng, máy bay không người lái, tất cả kho vũ khí này đang phá hủy đoàn xe Nga. Của đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công các nhóm quân đội Nga đang cố gắng ẩn nấu trong rừng. Cô đội cho biết thêm, tăng quân của nhóm tấn công đang chạy tán loạn trong hoảng loạn và đang bị binh sĩ của chúng tôi tiêu diệt. Trước đó, Bộ tổng tham mưu Ukraine đã báo cáo về tình hình khó khăn gần làng Korsi ở vùng Donetsk. Liên tục có các cuộc tấn công của Nga ở khu vực Kurekov vào tháng 5, quân Nga đã mất tới 11 đơn vị thiết bị trong một nỗ lực tấn công gần Novomikalivka. Novo nằm gần làng Korsi-Atsinivka, giờ giống Mordika, nơi lưỡng đoàn đã bảo vệ trong hơn một năm và gần như đã bị quân Nga tiêu diệt hoàn toàn. Kế hoạch đã thất bại, chúng ta phải dừng lại. Tuyên truyền Nga thừa nhận chiến dịch ở Kharkov đã thất bại. Phong viên quân đội Nga Alexei Sivov thừa nhận Ukraine và phương Tây đã đánh bại Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cái gọi là chiến dịch khả cấp. Sự thất vọng ngày càng tăng ở các kênh tuyên truyền của Nga về tình hình ở hướng khả cấp. Nga không những không đạt được thành công nào trong cuộc tấn công mà còn hứng chịu các cuộc tấn công của HIMARS trên lãnh thổ của mình. Nhà tuyên truyền người Nga Oleksiy Sivov nói rằng, hoạt động này nên được dừng lại và người Nga ở vùng Belgorod và Kursk nên được dùng thứ phóng viên quân đội Nga đã đưa ra tuyên bố tương ứng vào ngày 4 tháng 6 trên kênh Telegram của mình. Sivov thừa nhận ý tưởng của ông Putin về thiết lập vùng đệm gần Kha cấp đã hoàn toàn thất bại. Tuyên truyền Nga nói rằng, chúng ta có gì? Cả nước NATO và Stoltenberg, Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đang đưa ra những tuyên bố rất hèn hạ rằng họ cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nhằm vào các cơ sở quân sự và quân đội của chúng ta. Với mức độ chiều sâu đủ lớn, họ dường như không cảm thấy có mối đe dọa nào từ chúng ta. ông shipov nói tiếp. tại sao chiến dịch khắc cấp lại được lên kế hoạch, được cung cấp vũ khí tầm xa, khu vực này phần lớn là vô dụng. thật không may, đây là một trò chơi tên lửa, trong khi nó hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của các nước phương tây. họ ngay lập tức cung cấp cho Ukraine tên lửa có thể bắn ở cự ly 100 km và ý nghĩa của vùng đệm sẽ mất đi ở độ sâu lên tới 300 km. Phóng viên Nga nhấn mạnh, hoặc dừng hoạt động kha cấp, người dục trend đang chuẩn bị cho những bước leo thang nhảy vọt này. Đối với chúng ta mọi lúc, đối với mỗi nước đi của chúng ta, một biện pháp đối phó đã được chuẩn bị sẵn. Điều này đặt chúng ta vào tình huống kém thuận lợi hơn. Trong cầu vua, tình huống này được gọi là one, Rõ ràng, chiến lược mà chúng ta đã chọn là Tôi không muốn dùng từ không hoạt động, nhưng nó không giúp chúng ta đạt được kết quả. Nhà tuyên truyền Nga phàn nàn. Ông cay đắng lưu ý rằng Nga có ít lựa chọn cho các bước đi tiếp theo. Sự pháp lai trừ khả năng tấn công hạt nhân. Lưu ý rằng nó sẽ chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn đối với Nga. Chúng ta nên làm gì? Chúng ta không có nhiều lựa chọn. Cách đơn giản và hiệu quả nhất là chịu đựng, chịu đựng pháo kích. Nhà báo Nga nói với vẻ bất lực. Trước đó có thông tin cho rằng chiến dịch đặc biệt của Nga nhằm chiếm kha cấp đã thất bại. Lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành phản công theo hướng Voshen và Lipshen và thành công đẩy lùi Nga về phía biên giới. Dòng quân về mặt trận miền Đông, dấu hiệu Nga đã chịu thua ở Kharkov. Tổng thống Ukraine cho biết hiện tại Nga đang tập trung lực lượng tiến công ở tỉnh Donetsk, không phải cho chiến dịch tại Kharkov. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 4 tháng 6 nhận định, phần lớn các trận giao tranh và những đợt tiến công dữ dội nhất đều diễn ra tại tỉnh Donetsk. Trên thực tế, đây là trọng tâm chính trong các đợt tiến công của Nga, đồng thời tuyên bố Ukraine đã ổn định tình hình tại Kharkov. Lực lượng Nga vượt biên giới tấn công khả cấp từ ngày 10 tháng 5 và nhanh chóng kiểm soát nhiều khu dân cư tại tỉnh Đông Bắc Ukraine chiến dịch này buộc Ukraine phải điều quân từ nơi khác đến tăng viện cho khả cấp, kéo căng lực lượng của đối phương trong lúc họ thiếu đạn dược và nhân lực. Và Nga chế thành công trong những ngày đầu, Ukraine đã kịp thời phản ứng, trong khi phương Tây quyết định cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tập kích vào mục tiêu quân sự trên lãnh thổ nước láng giềng. Ukraine nhận định động thái này sẽ giúp đẩy lùi đà tiến của Nga và hỗ trợ họ phong thủ tốt hơn ở Kharkov theo Angry Yermak, tránh văn phòng tổng thống Ukraine. Việc nước này được dùng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga sẽ tác động đến hoạt động tác chiến, lập kế hoạch phản công và làm suy yếu khả năng sử dụng lực lượng của Nga tại biên giới. Ngoài ra, cũng giúp chống các đợt không kích của Nga tốt hơn. Một số chuyên gia quân sự nhận định, chiến dịch khả cấp của Nga có dấu hiệu thất bại khi Moscow trong vài ngày gần đây đã gia tăng các cuộc tấn công trên các khu vực khác dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km, đặc biệt là tại tỉnh Donetsk. Kết thúc vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại!